Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời các không có báo hả? Thôi thầy đặt con nghe, chú con nghe được rồi. Được. Lâu quá không gặp lại, nó đi luôn hả? Sao ạ? Con nhớ thầy. Thì đi thì cũng phải về thôi chứ. Nhớ lần này nhà thì cũng bình thường thôi, về thì cũng việc này việc kia xong rồi đi thôi chứ dịch bệnh ở nhà cũng nhiều mà đâu có đi đâu chơi đâu, đâu có đi đến chỗ nào đâu, việc thì đi thôi. Dạ. Thủ tục có dễ không? Không, bây giờ thì đi tự do rồi, cứ đặt vé đi thôi. Thế nên là không có cách ly gì hết. À, nó không có cách ly thì mới đi chứ không có thì đi. Thì không ạ. Dạ. Có về quê 3 tuần, về Sài Gòn 2 tuần, 1 tuần này. Quê ở đâu là thầy? Quê ở Nam Định. Không, bây giờ thì thấy bình thường hết lại rồi mà. Chứ đâu có bị sao nữa. Giờ thì hết cách ly rồi, bây giờ bão hòa rồi. Xuống thị trường họ có lấy test rồi bên đây. Bên đây là mình phải đi test âm tính xong rồi bắt đầu mới đi được. Test âm tính lên máy bay xong về tới kia cái là đi thôi chứ không có gì. Ở Việt Nam qua thì cũng phải test. Nhưng mà test dễ hơn bên đây, tức là Mỹ tại nó đâu có, nó do cái hãng bay thôi. Mỹ bây giờ nó đâu có yêu cầu cái gì nữa đâu, cho nên là cứ đi thì cứ đi thôi. Thì nói chung cũng cứ test do hãng bay nó yêu cầu thôi, chứ còn Mỹ thì nó không yêu cầu. Về chúng ta test lại mới cho thầy đi ra cổng. Không, Mỹ nó đâu có đòi cái gì đâu, Mỹ bây giờ muốn vào lúc nào là vào thôi, chứ Mỹ nó đâu có yêu cầu cái gì đâu. Thầy cũng phải đeo mask để đi trên máy bay, phải đeo không? Dạ có. Đeo 20 tiếng đồng hồ, muốn đuối luôn. Sợ nhất là cái đó, cái hồi mà mới Việt Nam sang đây mừng được cái là gì, tức là không phải đeo mask. Ở Việt Nam là đi nó bụi bặm phải đeo, sang đây nó không phải đeo, ô trời mừng quá trời là mừng luôn. Đến lúc dịch cái thì đeo hoài luôn. Bây giờ trên nhiều người còn rất quen. cái tập khí mà đeo rồi nó quen, tại bây giờ dịch nó cũng còn chưa có yên ổn cho nên là thôi mình cũng cứ đeo thôi. Hồi nào có nghe bác sĩ nào nói chưa, khi mà còn dịch nói là bây giờ chuyển sang cái thời trang khẩu trang. Cũng thời trang khẩu trang cũng đẹp mà đâu có gì đâu. Bây giờ là hôm nay vậy là mình tay không bắt giặc hả? Lâu quá không học mà cũng không có sách vở thì mà mình còn học đến đâu rồi còn nhớ được cái gì trong đầu không? Đi Việt Nam chơi. Dạ. Dạ xuống phi trường đi quên đó. Ồ vậy đỡ quá.
Vậy là bây giờ là thầy quên hết rồi, bây giờ là chuẩn bị bài thi á. À đúng rồi, mình còn bao nhiêu bài nữa đã, thì cũng phải thi một cái cho biết nhé. Hai câu nghe nói thi trắc nghiệm, vì năm nay thầy viện trưởng nói mỗi môn thi hai câu trắc nghiệm thôi. Hai câu trắc nghiệm thôi. Không bị sao, khổ quá. Thế quá. Thì nói chung sao cũng được thôi. Đây là quy định chung cho tất cả các môn hay môn nào? Một ngày thi hết tất cả mọi môn. Một môn có hai câu mà trong một cái đề mỗi môn là hai câu. Ok thì sao cũng được thôi, thi cử nó không có quan trọng. Vậy là hai câu trắc nghiệm. Vậy là bây giờ nếu mà hai câu thì tức là bây giờ sẽ cho 10 câu đi hả? Hai câu, hai câu. Ờ gì hả? Ok, thì trong đó tôi lấy hai câu. Tức là sẽ không được mở sách đúng không? À, ok, thì cái đấy phải để từ từ về coi lại chứ bây giờ đi nó cũng đi theo hết. Mình đi đâu đi theo đấy rồi. Tân Sơn Nhất. Dạ. Giờ này ở Nam Định hả? Tân Sơn Nhất. Ở Nam Định. Nói chung nó rải từ trên đó về đến đó. Bây giờ phải đi lượm lại từng cái một. Dạ, à, cũng có thể nói như vậy đó, tại mình còn mới mà nó còn đang bị cái dư âm đó. Mới hôm vừa rồi là cứ 8 rưỡi đi ngủ đấy. Giờ này sắp đi ngủ đấy. Mà từ từ thì nó sẽ quen lại. Sao ạ? Để mình có video pháp, mình có 4 thứ là cái gì ạ? Tâm là tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Mình học xong cái chương về tâm rồi, bây giờ mình sang cái chương tâm sở. Tâm sở mà mình có ba loại: sở hữu tợ tha, tức là giống như là cái người đó, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo. Mình còn mình đang ở trong cái sở hữu tợ tha thì có 7 sở hữu biến hành và 6 cái biệt cảnh. Biến hành tức là nó biến hành, tức là nó đi khắp mọi nơi. Trong bất kỳ cái tâm nào chúng ta cũng có 7 thứ là xúc thọ tưởng tư, rồi định nhất hành mạng quyền và tác ý. Trong đó thì chúng ta đã đi xong xúc thọ tưởng tư định nhất hành, xong 4-5 cái đó rồi đúng không? Xúc xong rồi này, rồi thọ chúng ta xong rồi, tưởng xong rồi, tư là nghiệp là chúng ta xong rồi, định hay nhất hành. Tức là nhớ cái lần trước có giảng là giống như cái đoàn tàu đó, nó theo một hàng một lối thì chúng ta đã nhất hành ra giảng rồi. Tức là nó là cái yếu tố mà chúng ta thấy là nhất tâm á, nhất hành nó sẽ đưa đến nhất tâm, nên là cái sở hữu nhất hành là cái một trong những sở hữu rất là quan trọng đối với người tu tập. Chúng ta có thể vào được định hay không, vào được nhất tâm hay không ấy là ở cái tâm nhất hành này. Chúng ta sắp hàng, tức là cái tâm chúng ta nó có cái sở hữu tâm của chúng ta nó gọi là cái trạng thái của tâm. Trạng thái của tâm thì nó có rất nhiều, mà chú gom lại thì nó có 52. Và 52 cái tâm này nếu mà chúng ta mà không có sắp xếp lại thì nó cứ chạy lên chạy xuống, nó lộn xộn. Cho nên là cần có cái sở hữu nhất hành để mà nó sắp xếp theo thứ tự lại. Khi mà sắp xếp đấy thì chúng ta mới có thể nhìn ra được là cái tâm đó nó như thế nào, nó cần phải sửa chỗ nào, cần phải chỉnh đốn chỗ nào, rồi cái tâm nào là cái tâm tốt đẹp để chúng ta có thể phát huy nó. Thì đó là cái sở hữu nhất hành là chúng ta đã học xong rồi. Và bây giờ chúng ta đã hình dung lại được một chút chưa? Chút. Chút.
Nếu mà không hình dung lại một chút thì tốt, chúng ta lại đi lại từ đầu, đỡ phải soạn bài. Ờ, lại có cái đồ mới à? Ờ, lại phải thích nghi nữa. Cái viết ở sau lưng. Đây. Dạ. Cái nào cũng được à? Cái nào cũng được nha. Ờ, cái này vậy là mọi người phải chỉ lại. Dạ. À, không ngờ quá, bây giờ là chúng ta làm gì nữa đây? À, bây giờ chúng ta sang cái tiếp theo. Là đã màu đen rồi. Rồi chúng ta sang cái sở hữu tiếp theo là sở hữu mạng căn. Ở trong sách trang không có sách à? Dạ. Ở trang số 72 theo như cái nốt của mình ấy. Ở đây ghi là sở hữu mạng căn, nhưng mà theo như thầy dùng cái chữ mạng quyền đi cho nó rõ ràng hơn. Dạ. Mạng căn thì nhiều nghi nó giống như là các cái căn, các cái chi của chúng ta, nhưng mà mạng quyền nó có một cái ý nghĩa khác hơn cái mạng căn. Thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu nó khác nhau thế nào. Chữ Pali là đi, muốn xóa đi thì nó là sao ạ? Nó xóa hết sao? Không, thầy bấm cái đường, thầy muốn cái đó phải có cái cục gương đấy. Có cục gương. Đây á? Dạ. Đây á? Dạ. Xong rồi sao nữa? Không nghĩ thầy thấy tay thì xóa. À, cái này nó hơi rắc rối à. Ồ, ngồi hay quá. Cái này nhiều khi mà mình muốn vẽ vòng thì không biết là sao. Rồi chúng ta đi vào định nghĩa. Tiếng Pali là Jivitin Vidya. Mạng quyền, chúng ta nghe chúng ta có hình dung ra cái gì không? Mạng là cái mạng sống của chúng ta này. Quyền là cái gì? À đúng rồi, cái power đấy. À, chúng ta tạm thời hiểu vậy, quyền tức là cái power, cho nên là nếu mà chúng ta dùng chữ căn trong sách thì nó không có lột tả hết. À, rồi chúng ta đi vào cái định nghĩa của cái sở hữu mạng quyền, tức là nó gồm hai yếu tố. Divita. Divita này nó có nghĩa là trang số 72 đó, Jivita tức là đời sống, còn Indriya là khả năng kiểm soát đời sống. Hoặc là nó có nghĩa là bảo toàn đời sống. Đời sống hay mạng sống vậy thôi. Nên là nó giữ gìn tất cả các pháp cho chúng ta được tồn tại, được sống. Sống ít nhất là trong khoảng thời gian là ba sát na. Ba sát na gồm sinh, trụ và diệt.
Pháp nào cũng vậy thôi, nó sẽ bao gồm ba cái sát na là sinh, trụ và diệt. Jivita, đây là cái đời sống. Cái đời sống này nó sẽ tồn tại trong ba sát na là sinh, trụ và diệt. Và cái nguyên một cái mạng sống của chúng ta nó sẽ gồm nhiều các cái sát na sinh, trụ, di diệt, nó tạo thành một cái đời sống. Còn Indriya thì là nó là cai quản. Cai quản cái mạng sống đó. Cai quản kiểm soát cái mạng sống đó. Như vậy là vì tinh vi ra tức là nó cai quản sự tồn tại. Oh yeah. Cai quản sự tồn tại của các danh pháp. Cai quản sự tồn tại như vậy là sở hữu mạng quyền, tức là nó có cái quyền, cái sở hữu tâm này nó có quyền cai quản sự tồn tại của những cái pháp khác. Pháp khác đây chính là như cái này, nó là đang thuộc về sở hữu tâm, cho nên nó thuộc về danh pháp, cho nên là đây là nó cai quản tất cả những cái danh pháp khác. Những cái danh pháp khác mà có thể tồn tại được là nhờ cái sở hữu mạng quyền này, cho nên nó có quyền cai quản. Nếu như mà cái sở hữu mạng quyền nó không có thì các cái danh pháp khác nó cũng không có. Ví dụ như là xúc, nếu mà không có cái mạng này thì không có cái gì để xúc, không có cái mạng này thì không có cái gì để tư. Cho nên là sở hữu mạng quyền đây nó có quyền, nó cai quản tất cả những cái đó đó. Tất cả những cái danh pháp đó mà nó sinh lên được là nhờ cái sở hữu mạng quyền này. Nó giống như là cái để mà nuôi dưỡng, tức là cái môi trường nuôi dưỡng cho các cái danh pháp các phát sinh. Mà trong luận có đưa ra cái ví dụ giống như là cái sen nó mọc lên được là nó nhờ cái nước ở trong hồ sen. Cái nước của hồ sen nó không sinh ra sen, nhưng mà nó có cái chức năng là nó nuôi dưỡng để cái sen đó lớn lên được. Cái nước nó không sinh ra sen, nhưng mà không có cái nước đó thì sen nó không có thể sống được. Thì đó là cái định nghĩa về sở hữu mạng quyền. Thì chúng ta đi sang cái muốn xóa hết cái này thì xóa là sao? Nhưng mà muốn giữ lại cái này á. Không được. Nếu vậy thì phải sáng này đấy còn lâu hơn cái kia nữa. Khỏi viết lại đi. Nhiều lúc mình muốn vẽ vời cái này nó xem cho cái kia thì nó hơi khó. Bây giờ mình đi sang cái phần thứ xong cái định nghĩa rồi. Như vậy cái định nghĩa xong giờ tức là sở hữu mạng quyền, tức là nó là cái trạng thái của một trong những cái trạng thái của tâm, nên là nó có quyền, nó cai quản tất cả những cái pháp khác đồng phát sinh trong một hữu tình. Đây là nếu mà nó, tức là nói nôm na tức là nó là cái mạng sống của chúng ta. Cái mạng sống của chúng ta nó, tất nhiên chúng ta sẽ biết là nó sẽ có hai cái trường hợp, tức là mạng sống của một cái tâm. Một cái tâm thì nó rất là nhỏ, tức là nó gồm ba sát na, tức là
à, sinh trụ và diệt, tức là một cái tâm như chúng ta đã học, cái một tâm thì nó có nó xảy ra trong một cái sát na rất là ngắn và gom nhiều cái tâm đại, tức là nó tồn tại nguyên trong một cái kiếp sống của chúng ta, thì cái đó là nó bảo tồn một cái mạng quyền dài trong tất cả cái đời sống của chúng ta, thì đó là cái sở hữu mạng quyền. Để chúng ta sang dùng tay thì nó không được tay một tháng một tay một đang là bấm vào cái vít bấm cái này là cái gì cái vít dưới là dưới đầu nhà đó chấm độ xanh từ xanh đây là được kia. Chúng ta sang cái phần thứ hai là phân loại. Vậy là cái định nghĩa vậy là được chưa? Thế là chúng ta chỉ hiểu nôm na nó là một cái mạng căn của chúng ta thôi, cái sở hữu mạng quyền, thế là nó là cái mạng căn người ta, nó cai quản cái mạng của chúng ta, nó giữ gìn bảo tồn cho chúng ta có được cái mạng sống này. Ví dụ mà tuổi thọ chúng ta 100 năm thì nó bảo tồn duy trì cái mạng sống của chúng ta trong 100 năm, mà trong 100 năm đó thì tất cả những cái trạng thái của tâm khác như xúc thọ tưởng tư vân vân, các cái tâm sở khác nó nương theo đó nó phát sinh. Cái sở hữu mạng quyền nó không sinh ra những cái sở hữu tâm đó, nhưng mà nó làm cái basement để cho những cái sở hữu tâm đó nó phát sinh. Chúng ta sang phần thứ hai là phần phân loại, thì nó sẽ có hai loại sở hữu mạng quyền. Thứ nhất là danh, và thứ hai là sắc. Danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Danh mạng quyền thì nó làm nhiệm vụ bảo tồn sắc pháp, à, danh pháp. Và thứ hai nữa là nó truyền sự sống vào danh pháp. Hay là vào danh pháp hay là vào tâm sở đấy. Tâm sở hay chúng ta gọi một cái khác nó là cái gì? Là các cái trạng thái của tâm. Ví dụ như là chúng ta vui, buồn, giận, hờn, ganh ghét hay cái gì đó, là nó truyền sự sống vào các cái tâm sở. Nó là danh pháp, tức là về cái mặt tinh thần của chúng ta. Thì cái sở hữu mạng quyền nó duy trì bảo tồn cái đời sống tinh thần của chúng ta trong vòng 100 năm, và nó truyền sự sống vào các cái tâm sở, nên là nó giúp chúng ta là thương ai đó một thời gian, hay ghét ai đó một thời gian hay cái gì đó, nên là nó duy trì cái trạng thái đó và nó truyền sự sống vào cái trạng thái đó tồn tại trong vòng một cái thời gian nào đó. Và tương tự như vậy, sắc pháp thì nó bảo tồn đời sống của sắc pháp, của các hiện tượng vật lý đó, sự sống. Bảo tồn sự sống của các cái sắc pháp, và nó truyền sự sống vào các cái hiện tượng vật lý. Sắc tức là những cái hiện tượng vật lý trong con người chúng ta, truyền sự sống vào các hiện tượng vật lý. Trong con người chúng ta có hai yếu tố chính là danh và sắc, tức là tinh thần và vật chất. Thì cái danh mạng quyền nó bảo tồn cái đời sống tâm linh của chúng ta, và nó truyền sự sống vào cái đời sống tâm linh của chúng ta. Còn ngược lại, cái sắc mạng quyền thì nó bảo tồn cái đời sống, cái sắc pháp, tức là cái đất nước gió lửa, cái thân tứ đại của chúng ta, và nó truyền sự sống vào những cái hiện tượng vật lý đó. Nếu mà không thì ví dụ tay chúng ta nó liệt hay cái gì đó là chúng ta nó không còn sự sống nữa. Thì đó là nó có hai cái loại của mạng quyền, đó là danh và sắc. Và chính vào danh và sắc này nó tạo nên giúp chúng ta là
một con người hay là cái gì đó. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta đặt ra là bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi là vậy thì bây giờ như thế nào được gọi là một hữu tình hay là một chúng sinh? Hữu tình hay là một chúng sinh? Và chúng ta thấy là danh và sắc nó kết hợp lại nó tạo nên con người chúng ta là phải có danh và có sắc. Ở đây nó sẽ để chúng ta phân biệt cái câu hỏi này để nó sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề khác ở trong cái phần phân loại này. Nên là làm một con người như chúng ta đấy, chúng ta thấy là phải có hai yếu tố là có danh và sắc. Chúng ta phải có đời sống tâm linh và phải có cái cơ thể vật lý này thì chúng ta mới tồn tại được. Thiếu một trong hai cái này, nếu mà cái cơ thể này mà nó không có tồn tại, không có sống được nữa thì cái đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ không còn. Nếu mà cái thân thể này nó không có tâm linh thì nó cũng sẽ chết, và tâm linh mà nó không nương thân thể thì nó cũng không sẽ không có cái chỗ tồn tại thì nó cũng chết. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt lại một cái vấn đề, vậy thì chúng ta cũng là một cái hữu tình. Vậy bây giờ định nghĩa một cái hữu tình hay một chúng sinh này nó là cái gì? Một tức là một chúng sinh, tức là một hữu tình có danh và sắc. Thì thầy mở ngoặc lắm mà. Đây là hoặc là hữu tình hoặc là chúng sinh. Vậy bây giờ định nghĩa một hữu tình một chúng sinh là như nào? Để nó sẽ có một cái số vấn đề liên quan nữa. Vì chúng ta thấy là bây giờ con người chúng ta là có danh và có sắc ấy, là một con người có danh có sắc, tức là một cái hữu tình ngũ uẩn là con người chúng ta. Vậy bây giờ chúng sinh có nhiều hạng nhé. Bây giờ thế nào là một hữu tình, thế nào là một chúng sinh? Chúng sinh à, chữ Hán giỏi ghê đó. Đúng rồi, tức là nó gom nhiều, thì theo chữ Hán thì đúng, tức là nó gom nhiều yếu tố lại thì nó thành một hữu tình. Nhưng mà bây giờ theo cái video pháp chúng ta thấy là nó đang ở cái mục danh và sắc này. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ định nghĩa một hữu tình theo danh với theo sắc, để chúng ta sẽ từ từ chúng ta biết thế nào là một hữu tình để chúng ta có thể xử sự ở cuộc đời này. Nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó, từ từ chúng ta thấy là chúng ta sẽ rất khó để xử sự ở cuộc đời này. Vậy bây giờ một hữu tình là cái gì? Chúng ta này, chúng ta có danh và sắc là chúng ta cũng là một hữu tình rồi. Một hữu tình ở đây chúng ta thấy là nó sẽ có ba loại, đây là sẽ phân ra làm ba. Để được gọi là một hữu tình, chúng ta thấy là để nhận diện đó là một hữu tình thì nó sẽ có ba dạng. Dạng thứ nhất là có danh. Thứ hai là cái gì? Đúng rồi, thứ hai là sắc. Thứ ba là, đúng rồi, cả danh và sắc. Chúng ta là cái thứ hai này, cả danh và sắc. Như vậy định nghĩa một hữu tình là gì? Tức là để được gọi là một hữu tình thì ít nhất cái chúng sinh đó hoặc là có danh hoặc là có sắc, tức là danh mạng quyền đó. Ủa sao lại bấm xóa? Một hữu tình được gọi là chúng sinh thì phải có ít nhất hoặc là có danh sắc, danh mạng quyền, hoặc là có sắc mạng quyền, hoặc là có cả danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Cái này có vấn đề gì không? Ok, đúng rồi đấy. Bây giờ để gọi là một chúng sinh mà gọi là hữu tình là có danh không là ví dụ là cái gì? Tư thiên. Cái này xóa đi được chưa? Cái tài thầy xóa được. Bây giờ cái tài thầy xóa được. Con thấy cái tài thầy xóa đi được.
Ủa vậy hả? Ủa ừ, bên đấy thấy đụng vào đâu nó xóa đó. Ờ. Đây hả? Rồi bây giờ là một hữu tình được hoặc là có danh hoặc là có sắc hoặc là danh và sắc luôn, vậy thì chúng sinh Được rồi. Mực đen hết luôn hả? Sao mực nhanh hết vậy? Rồi bây giờ hữu tình mà có danh là hữu tình ở đâu? Đúng rồi. Trời nào? Vô sắc. À đúng rồi, chúng sinh coi vô sắc. Rất rõ ràng rồi. Vô sắc giới là hữu tình đấy, chỉ có danh pháp thôi. Thì cũng được gọi là một hữu tình, trong tam giới vẫn được gọi là hữu tình. Rồi hữu tình coi sắc giới. Chư thiên, đúng rồi. Tức là chỉ có sắc thôi chứ không phải là, tức là hoặc có danh, hoặc cái này là hoặc có sắc. Nếu mà chư thiên sắc giới là họ vẫn có hai thứ có danh. Đây là chỉ có sắc không thôi. Đây là chỉ có sắc pháp thôi, chứ không có danh pháp. Cây cối. Cây cối. Đúng rồi, cái này là vô tình. Nó có sắc pháp đấy. Mà lát nữa từ từ chúng ta sẽ đi đến cái này. Như vậy thì cây cối nó có là một chúng sinh không? Không hợp lý thôi, bây giờ mình cứ đi cái này. Không, hoặc là danh hoặc là sắc, hoặc là có danh cả sắc. Hoặc là có danh hoặc là có sắc. Đá cũng là sắc, cây cối cũng là sắc, đá. Nhưng mà cái này từ từ đi, mình giải quyết cái này trước đi. Mình giải quyết cái này, tức là chúng sinh có sắc giới, tức là chúng sinh trong cõi sắc giới là chúng sinh ở đâu? Chỉ có sắc mà không có danh. Tức là đời sống cái hiện tượng mà tâm linh không có. Chúng sinh trong cõi vô tưởng, mình thấy là có đến cái cõi diệt thọ tưởng định nhé. Đây là trên thực tế thì tức là cái đời sống tâm linh có, nhưng mà tức là nó làm đến mức tế nhị mà giống như là không còn nữa. Nên là chúng sinh ở đây tức là không, tức là họ thấy là cái tư tưởng nó phức tạp, nó làm phiền nhiễu, nó không đưa đến giải thoát gì hết. Họ thấy là cái tâm này là nó rất là rắc rối, cho nên họ muốn là cái tâm nó vẳng lặng, tu làm sao để cho cái tâm nó vẳng lặng, vẳng lặng đến lúc, đến mức mà nó giống như là không còn là cái tưởng gì nữa. Đây là cái tưởng nó rất là vi tế. Mà họ chỉ còn sống bằng cái sắc pháp mà thôi. Nên là cái tâm họ ngồi đấy, và cái tâm của họ không có còn tạo nghiệp nữa. Tức là nó không có tạo nghiệp, nó rất là vẳng lặng này. Chúng sinh đây là cái tâm nó vô cùng vẳng lặng. Nên là chỉ còn hình thức sắc pháp để nó tồn tại thôi. Nhưng mà tất nhiên là nó vẫn là một chúng sinh. Nè. Còn danh và sắc là... Được chưa? Hai cái này được chưa? Vậy có phải ở phi tưởng, phi tưởng xứ như họ ta? Không phải, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tức là nó vẫn còn, tức là nó giống như có mà giống như không. Tức là nó thuộc về cõi vô sắc. Đây là cái cõi là nó không còn sắc pháp, nhưng mà đây vẫn còn sắc pháp, nhưng mà cái tâm, cái tên là cái đời sống tâm linh nó rất là phẳng lặng này. Nó khác với lại phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tức là cái
cái cõi đó là nó không còn có sắc pháp nữa, nó chỉ có danh pháp thôi. Còn đây là chỉ có sắc pháp mà không có danh pháp. Hai cái này được chưa? Yeah. Rồi cái cõi thứ ba là có cả danh và cả sắc. Có thể nói là cõi ngũ uẩn đấy. Nói chung là ngũ uẩn tức là có con người. Con người tức là nói cao nhất, tất nhiên là có những loài động vật hay cái gì đó cũng có thể, tức là trong cõi dục giới và sắc giới. Từ thiên những cõi sắc giới. Sắc giới tức là vẫn còn có thân xác và vẫn còn có những cái đời sống tâm linh. Đấy, và để chúng ta thấy rất rõ ràng là để được gọi là một chúng sinh thì ít nhất là phải có hoặc là có danh mạng quyền, hoặc là có sắc mạng quyền, hoặc là phải có cả danh mạng quyền và sắc mạng quyền thì cái đó được gọi là một chúng sinh. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là nếu mà chúng ta trong ba cái này nếu mà chúng ta có thọ giới, tức là một Phật tử chúng ta thọ giới, tức là chúng ta thọ cái giới không sát sinh, nếu mà chúng ta cắt ngang cái mạng sống hoặc là của cõi danh mạng quyền hoặc là sắc mạng quyền hoặc cả danh cả sắc, tức là chúng ta phạm giới sát sinh. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề vừa rồi, tức là cái vấn đề mà cây cỏ gỗ đá là cái này nó có sắc mạng quyền đúng không? Nó có sắc mạng quyền không? Như vậy thì nếu mà có sắc mạng quyền thì rõ ràng là chúng ta mà chặt cây cỏ phá gỗ đá là chúng ta phạm giới sát sinh không? Cây cỏ nó cũng có mạng, có mầm sống, có mạng sống đúng không? Cho nên chúng ta thắc mắc nhiều khi, nếu vậy bây giờ nhất là cái truyền thống của chúng ta là chúng ta bắt truyền Phật giáo là chúng ta ăn chay mà chúng ta không có sát sinh những cái loài chúng sinh như động vật mà chúng ta ăn, như vậy thì chúng ta cũng đang sát hại chúng sinh không? Có cho nên là mình tự mâu thuẫn với nhau. Cho nên là muốn phân biệt mấy cái này ra rồi liệt kê cái này ra để chúng ta xem là chúng ta đang hành trì như thế nào, đúng hay sai, có mâu thuẫn hay không đó. Nó ra cái kia là nó cũng có sắc. Sắc ở đây chúng ta thấy là cái này cũng không có linh hồn, này giống vô tưởng, nó giống như là không có linh hồn vậy thôi. Thế là vô tưởng ở đây nó cũng giống như là không có thức như vậy. Ý con nói là có cây gỗ đá nó đâu có thức. Thì cái này nếu mà sắc pháp tức là cái chúng sinh ở cõi vô tưởng thì giống như là nó không có thức nữa. Tức là nó chỉ tồn tại danh pháp thôi, tức là vô tưởng là giống như là không có nữa mà. Nhưng mà khi mà nói chúng sanh có nghĩa là con người rồi, cái bọn kia không phải là con người. Không nhất thiết là con người. Chúng sanh ví dụ như là động vật, con gà, con vịt nó cũng là động vật. Rồi bây giờ nó còn liên quan đến cái nữa là cây cỏ gỗ đá rồi trứng rồi tùm lum nữa. Đó, chúng ta thấy trứng rồi sữa tùm lum như vậy. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái thôi, tức là bây giờ ví dụ như là cây cỏ chẳng hạn, chúng ta thấy rõ ràng nó có mầm sống, nó đang lên mầm bẩn, chúng ta cắt đi là chúng ta có phạm vào giới sát sinh hay không? Có. Có không? Không có. Danh sắc ở danh sắc luôn. Sao? Người mình cắt đi, mình cắt ngang người là sinh ra kiếp khác như đầu tốt hơn sao? như vậy là mình tự biện luận cho mình thôi. Nhiều khi mà ví dụ như bây giờ họ cũng biện luận, họ nói là bây giờ các vị là đang là cái người Phật tử đang có tu, đang có học, bây giờ tôi cắt ngang mạng sống rồi sao các vị lên sinh lên cõi trời nó tốt hơn, thì cũng giống như là chúng ta cắt cái cây cho nó lên tốt hơn. Thì à, người thì nói có, người nói không. À,
Dạ, bây giờ có final. Bây giờ có hay không nữa? Có phạm thế hay không? Bây giờ chúng ta quay trở lại cái tư tâm sở là cái gì? Lần trước mình học tư tâm sở, cái gì được mình có một cái định nghĩa tên là tư tâm sở ấy, tên là cái gì? Tức là những có một lần nói, tức là những cái gì nó gọi là có một cái sự cố ý được gọi là nghiệp, đúng không? Tức là cố ý, tức là cái tư tâm sở chúng ta, là tư tâm sở nó mới tạo nghiệp. Và nó sẽ liên quan đến cái này, chúng ta thấy là cái danh mạng quyền, cái sắc mạng quyền và danh sắc mạng quyền ấy được gọi là danh mạng quyền hay là sắc mạng quyền hay là danh sắc mạng quyền, đó nó phải là những cái mà từ tư tâm sở nó tạo ra. Tức là những hành động có ý thức và có sự cố tâm, tức là nói chung lại, tức là những hành động có nghiệp. Thì sẽ tạo thành một hữu tình hay là một chúng sinh. Thì khi mà chúng ta cắt ngang cái mạng sống mà nó do tư tâm sở nó tạo nên, ví dụ mà danh mạng quyền như là chúng sinh ở trong cõi vô sắc, chúng sinh trong cõi vô tưởng. Chúng ta thấy vô tưởng đây là cái chúng sinh, những cái chúng sinh nào mà nó phải có từ tư tâm sở, tức là cái sắc mạng quyền mà nó do tư tâm sở, do nghiệp tạo nên, thì nó mới phạm phải cái giới sát sinh. Còn chúng ta thấy là cây cỏ mấy gỗ đá nó không phải là do tư tâm sở tạo nên, nó do cái gì tạo nên? Tư tâm sở tức là cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như là cái nghiệp của chúng ta có thể nó cắt ngang được. Ví dụ mà chúng ta phạm phải một cái, có một cái biến cố gì đó, nhiều khi là con mắt chúng ta nó không có được rõ. Bình thường con mắt chúng ta, cái mạng quyền nó duy trì đời sống của chúng ta 100 năm thì con mắt chúng ta nó không phải tinh tường 100 năm, nó nhìn thấy 100 năm. Nhưng mà có những người nhiều khi là mới có mấy chục tuổi thôi là cái con mắt nó đã hư hoại hoặc là nó nhìn không rõ nữa. Thì tức là cái nghiệp của nó, có cái nghiệp của cái con mắt đó đối với chúng sinh đó thì nó đang bị cắt ngang cái đó, tức là nó phạm giới sát sinh. Hoặc là nói rõ ràng, tức là ví dụ như là cái người đó đang mắt rất là sáng mà có một cái biến cố do một cái người khác họ làm hư cái con mắt của người đó, tức là cái người đó phạm phải một cái giới, tức là cắt ngang kinh nghiệm cái tư tâm sở của con mắt đó. Nói suy rộng ra tức là một cái hữu tình đó. Nên là những cái gì mà được gọi là nghiệp đó nó phải do cái hành động cố ý của tư tâm sở. Còn đối với lại cây cỏ gỗ đá, nó không phải là cái sắc pháp, không phải cái sắc mạng quyền mà do tư tâm sở tạo nên, mà nó do cái gì? Nó do sắc thời tiết. Nên là do thời tiết mà cái cây đó nó sinh trưởng được hay không. Và nó do thứ hai là sắc vật thực. Sắc vật thực tức là ví dụ chúng ta bón cái gì thì cái cây đó nó lên được hay không. Còn nếu mà do nghiệp đó thì chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta có thể suy tư là chúng ta tránh được hay không. Nhưng còn với cây cỏ này đó, nó đứng ở cái chỗ đó, nó, thời tiết nó như thế nào hoặc là chúng ta cái đất nó như thế nào là nó không có lựa chọn được, tức là nó không có cái tư tâm sở trong đó, thì cái đấy nó không được gọi là một cái sắc mạng quyền, nó chỉ gọi là sắc vật lý mà thôi, bình thường vậy thôi. Cho nên là nó không có cái tư tâm sở, không có cái nghiệp ở trong đây. Cho nên nó đã không có nghiệp thì chúng ta có cắt nó thì chúng ta cũng không có cái nghiệp sát ở trong đây. Cho nên là rất rõ ràng, chúng ta thấy là nhiều người cái biện luận là các vị ăn chay không sát sinh động vật, nhưng mà cây nó có đang mầm sống các vị cũng cắt ngang như vậy là các vị cũng phạm giới hay cái gì đó. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng rằng là khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì phân tích ra một cách rất rõ ràng, cây cỏ các thứ nó không phải là cái sắc mạng quyền của do cái nghiệp nó tạo nên. Cho nên là nó không có cái tư tâm sở, không có tư tâm sở tức là không có một cái nghiệp ở trong đó. Thì chúng ta có cắt ngang nó thì nó không tạo nên cái nghiệp sát sinh. Rồi cái thế giới này gỗ đá rừng cây chúng ta chặt tùm lum cũng không có giới sát sinh.
À, cái trứng à, để từ từ nói hết cái này đó rồi sang cái trứng thì hấp dẫn rồi đúng không? Chắc có ăn trứng hay cái gì đó đâu. Rồi bây giờ mình nói như vậy, tức là bây giờ nói là cây cỏ các thứ nó không chúng ta mà có chặt phá cây cỏ đập nát đá núi cũng không phạm giới như vậy thì chúng ta có làm thoải mái có được không? Không. Tại sao? Không, đang nói là có phạm giới hay không, có phạm giới sát sinh hay không chứ. Cái bản cái tâm mình thì nó là lĩnh vực khác rồi, còn đang nói là nó có phạm giới hay không? Có không? À, không, vậy thì lát nữa mình ra mình chặt đại cái gì thì... lát nữa cái phòng học nó đang yên ổn, mình ra mình phá xuống cái. Thế là người ta không cho mình làm mà mình làm là mình phạm giới. Khi mình làm cái phạm giới. Nên ta thấy là nó rất rõ ràng như này, tức là cái cây cỏ hay tất cả những cái vật vô tri ở đây chúng ta thấy là nó không do cái sắc, do cái tư tâm sở nó tạo, cho nên là chúng ta có đập phá nó ra chúng ta cũng không có phạm giới sát sinh. Nhưng mà chúng ta phạm phải cái như thế này, chúng ta định nghĩa giới là cái gì? Giới là cái hàng rào. Định nghĩa vậy thì nó chung chung có khó thấy ra được vấn đề đó. Phòng phi giữ ác thì nó rõ ràng hơn một chút nữa. Nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta nghiên cứu vào cái giới mà cái chữ sila nó sẽ có, nếu mà thông thường thôi thì nó sẽ có ba nghĩa, có thể nói là ba hoặc là bốn được, ba hoặc là bốn, ba nghĩa hoặc bốn nghĩa. Nghĩa thứ nhất là giới, tức là nó giữ lại cái hành động đạo đức của chúng ta thôi. Thứ nhất là đạo đức về nội tâm. Nội tâm là giống như một gì mới nói đấy, tức là mình cảm thấy cái gì đấy đúng không? Mới nói đấy đúng không? Cái tâm của mình cảm thấy ăn bứt rứt, mình làm cái gì nó không đúng không? Thì thứ nhất là nó là cái đạo đức nội tâm, và thứ hai nữa là đạo đức của hành động. Nội tâm tức là chúng ta còn đang tư duy tạo nên cái tư tâm sở tạo nghiệp, còn đạo đức hành động tức là chúng ta phát ra cái hành động là chúng ta chặt phá hay gì rồi. Và cái thứ ba nữa là nguyên tắc sống, tức là cái mối liên hệ giữa ta với người với bên ngoài. Chúng ta thấy cái nguyên tắc này nó có một cái nguyên tắc nhất định để nó duy trì, chứ không có anh làm loạn sao. Chúng ta chặt phá cây rừng như vậy là chúng ta ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng những người xung quanh. Như vậy là chúng ta thấy là mặc dù chúng ta không phạm giới sát sinh nhưng mà chúng ta vẫn phạm phải cái giới, tức là chúng ta làm nó không có đúng, hành động không đúng thì chúng ta vẫn là phạm giới. Cho nên là chúng ta chặt những cái đúng, ngắt cây cỏ chúng ta cần dùng sử dụng vào đúng mục đích thì chúng ta không phạm giới. Thế còn nếu mà chúng ta mặc dù là chúng ta cắt ngang nó không phạm giới sát sinh nhưng nó phạm phải những cái nguyên tắc này, tức là chúng ta vẫn phạm phải giới. Tất nhiên là nó còn cái ý thứ tư là đối với cái người, cái này nó chỉ là chung chung cho thế gian pháp thôi, còn với cái người mà tu tập đó thì chúng ta phải có một cái xuất thế gian pháp, là chúng ta có cái sự hướng tâm, chúng ta giữ những cái giới này, giữ những cái nguyên tắc này mà chúng ta hướng đến giải thoát thì cái giới đó nó sẽ đưa đến định và tuệ, đưa đến giải thoát. Thì đó là cái này là cái chung cho xã hội, cái đạo đức thông thường bên ngoài mà Đức Phật dựa trên những cái yếu tố này Đức Phật chế ra giới. Và cái mục đích của Ngài thì bao giờ cũng là hướng đến cái mục đích cuối cùng, hướng tâm đưa đến giải thoát. Thì đó là cái định nghĩa của giới. Cho nên là cây cỏ, gỗ, đá chúng ta cắt ngang nó không phạm giới sát sinh, nhưng mà có thể phạm phải những cái thứ này thì chúng ta vẫn là phạm giới. Bây giờ mình trở sang cái vấn đề trứng. Bây giờ vậy thì chúng ta ăn cái trứng chúng ta có phạm giới không? À, cũng tùy theo, cũng được.
Đứng lên thì không. Nó sẽ xong từ trời đó là con chứ thì chúng ta bổ nhưng mà bây giờ đúng là ngu cái kia không có thể nhận ra con được. Thì chúng ta cứ căn cứ trên cái này, tức là nó có danh mạng quyền hay là có sắc mạng quyền hay là có cả danh và cả sắc. Dạ. Rồi bây giờ cái trứng, bây giờ thôi, cái trứng mà nó không có trống thì chúng ta không nói gì rồi, đúng không? Cái đấy thì nó không vấn đề gì rồi. Bây giờ cái trứng nó có trống thì nó có cái gì trong đây không? Sao? Nếu mà nói về cái mầm ấy thì nó chưa có đúng. Mầm xanh nhưng mầm sống nó giống nhau, đúng không? Thì cây cỏ nó cũng có mầm sống thôi. Cây cỏ nó cũng có mầm sống, mà chúng ta cắt ngang cái cây cỏ thì chúng ta cũng phạm giới. Cho nên là cái trứng mà nói nó có mầm xanh nhưng đấy thì cũng không có đúng. Tại nó có khả năng nó trở thành một cái trứng hữu tình. Nó có khả năng, còn cái cây cỏ nó không có. Như vậy, vừa nãy mình có định nghĩa tức là nếu mà mình phạm phải giới xét ấy, hoặc là chúng ta cắt ngang danh mạng quyền, hoặc là cắt ngang sắc mạng quyền, hoặc là cắt ngang cả danh và sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền tức là gì? Sắc mạng quyền là cái sắc mà do nghiệp tạo thì chúng ta phạm giới. Nói chung là ba cái, tất cả cái này, cái gì mà danh do nghiệp tạo tức là tư tâm sở tạo, sắc do nghiệp do tư tâm sở tạo, hoặc là danh và sắc do nghiệp hay tư tâm sở tạo thì cái đó là hữu tình, là phạm giới. Vậy là câu trả lời chúng ta sao? Có ra câu trả lời chưa? Vậy thì cái trứng mà nó có giống vậy là nó có danh mạng quyền, có sắc mạng quyền không? Do nghiệp tạo ra nên không? Tức là chưa ấp mà cái trứng mình dùng ấy là nó chưa ấp. Vậy là nó có sắc mạng quyền không? Nhưng mà cái trứng nó phải có sắc mạng quyền. Tức là nó có cái sắc mạng quyền ở trong đó. Nó có cái sắc mạng quyền trong đó, cho nên là nếu mà chúng ta dùng thì cắt ngang nó thì nó cũng có thể rơi vào cái nghiệp sát sinh. Sao? Không có cái nào mà lợi cho ăn mà không có cái nào để lợi cho giải thoát hết, trừ khi là cái tư tâm sở của chúng ta tác ý như nào thôi, chứ còn vậy là chúng ta xong cái tạm xong cái phần đang cái phần phân loại đúng không? Đúng. Yeah. Thì đang nói là cái không là có trống. Yeah. Cái không có trống thì chúng ta khỏi nói gì rồi. Gần đang thao quá, nó sẽ rơi vào cái gì? Nó rơi vào cái mà định nghĩa về giới có 3-4 cái đó. Chúng ta ăn nó phải có cái mức độ của nó hay là cái gì đó, chứ đừng đến mức mà phá thai thì rồi. Vậy chúng ta có thắc mắc gì ở đây không? Phần định nghĩa với cái phần phân loại về mạng quyền, chúng ta có thắc mắc gì không? Có gì khó hiểu không? Có lấy lại được phong độ thế nào chưa? Hình dung lại những cái đã học đó. Rồi vậy chúng ta nghỉ đây ha. Cái này là magic power, giống như mình có super. Đụng vô cái đây á. Đấm cái này cho nhanh. Chúng ta hỏi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh
đều chọn thành Phật đạo.